Hello, xin chào các chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi hàng đầu trong lần hài của sống Mỹ nha Yes, thấy mặt mình là biết mình sắp chia sẻ chủ đề hay ho và hấp dẫn rồi đó Đó là gì? Đó là mọi người cứ yên tâm nước Mỹ sẽ không bị đóng cửa Wow, tại vì mình tin chắc tới giờ phút này đây mọi người cũng đang nghe rất là nhiều thông tin như vậy nè Wow, bây giờ nước Mỹ tăng quá trời, tăng rồi nước Mỹ to rồi, mỗi ngày tăng cả trăm ngàn ca nào lên tới chín 10 triệu ca bên châu đóng cửa rồi anh pháp đức đóng cửa gì đó ok vậy khi nào tới nước mỹ sẽ đóng cửa đây vân vân và vân vân mọi người đã nghe vậy đúng không mình xin đảm bảo mọi người sẽ không cần phải lo cái vụ đóng cửa đó đúng không chức tại vì sao tại vì cơ bản mà nói chúng ta đang ở nước mỹ mà nước mỹ thì không bao giờ có chuyện đóng cửa như nước khác được tại vì đơn giản là nó là nước mỹ nước okay. mỹ nó có, có, chúng ta có, có quyền lợi của chúng ta và chính phủ mỹ không có được đụng tới mấy cái quyền đó à. và cái quan trọng nữa là gì nếu mà trong trường hợp mà những tiểu một số tiểu bang nào mà nó bị nặng chẳng hạn như là bên new york hay là bên ở, dưới miền nam đi hai mấy bang midwest như bây giờ đi à, hai thậm chí như là thành phố chicago bên new york mà nó bị bùng phát trở lại đi thì cao lắm trong trường hợp mà gọi là bắt rất dĩ lắm nó sẽ đóng đóng cửa một số dịch vụ không quan trọng nhưng mà cái sự đóng cửa đó nó chỉ nằm gọn ở trong cái khu vực thành phố quận hạt đó thôi cho nên không có lan tỏ đi nguyên tiểu bang nó cũng không có lan tỏ đi khắp nước mỹ à thành ra mọi người không có cần phải quan tâm tới cái gì điều đó không có cần phải cái kiểu mà à, chúng ta có nên đi mua đồ dự trữ giống như người mỹ hay không vân vân ok Tại vì khi mà nói tới người Mỹ hay nói tới nước Mỹ hay nói tới cái chữ nào mà có chữ Mỹ Là mọi người nên hiểu là cái nước Mỹ nó, nó rất là rộng lớn À dân số Mỹ rất là đông Mọi người thấy người Mỹ người ta đi bầu cử là mọi người đủ hiểu nó đông cỡ nào rồi đó Thấy không? Mọi người được cứ thư giãn, yên tâm Có chăng là gì? Nếu mà cái anh chị, cô chú nào mà xui mà ở trong những cái thành phố hay của những cái quận hạt mà nó đóng cửa như bên Chicago Hay là sắp tới đây bên New Jersey người uh, tiểu bang bên new jersey đó hay là một số quận hạng bên new york đi nó đóng cửa những dịch vụ không quan trọng đó, thì những anh chị nào ở trong những cái khu vực đó mà làm trong ngành nail, sai tóc hay cái uh, nhà hàng rồi đi thì khi đó sẽ bị ảnh hưởng nhưng mà cơ bản mà nói nó không ảnh hưởng tới những khu vực khác của nước mỹ à, thành ra chúng ta không cần phải quan tâm tới vấn đề đó và mà nói tới đóng cửa mà ngay cái lúc bầu cử như vậy đó lại làm cái tin rất là hay ho trong tổng thống trump của chúng ta đó, à, tại vì sao? Tại vì như cái điểm một trong những điểm khác biệt của ông Trump với ông Biden là cái chỗ mà đóng cửa với mở cửa đó, ngon, à, tại vì á, dĩ nhiên là ông Trump với ông Biden không có rất là nhiều điểm khác biệt khác biệt rồi nha, nhưng mà gì, ông tổng ông Trump xưa nay ông phản đối đóng cửa, tại vì đóng cửa như vậy nó rất là tai hại cho nền kinh tế, mọi người tưởng tượng xem một nền kinh tế lớn như nước Mỹ mà đóng cửa chỉ một số ngành nhịn dịch vụ thôi là nó sẽ ảnh hưởng tới bao nhiêu là giá trị kinh tế nào là bao nhiêu cái cửa hàng quán xá không mở cửa được không kinh doanh được là nó tổn thất bao nhiêu tiền này bao nhiêu con người làm việc trong mấy cái ngành nghề dịch vụ đó họ không có việc làm không có việc làm thì dĩ nhiên họ sẽ đi ăn tiền thất nghiệp tức là tổn thất cho chính phủ bao nhiêu tiền rồi, rồi họ không có việc làm tức là họ không đóng thế được Tức là bây giờ họ không có đóng thế mà họ còn ăn tiền thế ngược trở lại nữa mọi người thấy không cái đó là chưa kể nếu mà họ không đi làm họ không có tiền thu nhập thì họ không gia đình họ không có tiền không có thể mua sắm chi tiêu vào những cái khoản khác khác tức là không thể tạo ra giá trị kinh tế cho cái những cái doanh nghiệp khác không? À, tức là những doanh nghiệp khác nó sẽ bị tổn thất doanh thu đồ này kia nó phải sa thải thêm nhân viên nó phải bớt kinh doanh trở lại và dĩ nhiên nó cũng ít tiền nó sẽ đóng thuế ít lợi cho chính phủ mỹ mọi người thấy cái dòng tuần hoàn của nền kinh tế nó chạy chưa ha rồi những cái doanh nghiệp khác nó sản xuất không được tại vì hàng quá tiêu thụ không được thì nó sản xuất bị chậm lại nói chung nó sẽ kéo mọi thứ đi theo hết nó rất là tai hại đó là nguyên nhân vì sao mình mùa hè vừa rồi vào tháng 4, tháng 5 là chúng ta thấy mấy chục triệu người mỹ bị thất nghiệp về nền kinh tế lúc đó nó xuống đâu tỷ lệ thất nghiệp là 14.7% phần trăm Mong vâng, mong vâng, vâng, dĩ nhiên bây giờ nó bị cover cũng cỡ được 2 phần 3 rồi Nhưng mà cơ bản mà nói Đóng cửa như vậy nó rất là tai hại Cái đó chưa kể nó là gì Tại vì nước, nước Mỹ nói chung là đã Và nhiều tư ban nói chung là đã đóng cửa được cỡ mấy tháng qua rồi Tức là nó Đa số những doanh nghiệp và đa số những người Mỹ ở những nơi bị ảnh hưởng đó Người ta đã ngáp ngáp hết rồi, tại mọi người nghĩ xem Bây giờ không có tiền stimulus check không có tiền thất nghiệp tại tiền thất nghiệp bây giờ nếu mà ai nói có là thật tiểu bang đó, các tiểu bang một số tiểu bang đó, nó kéo dài thêm được một tí xíu thôi chứ không phải tiền của liên bang liên bang không có chăm thêm tại vì quốc hội đang bế tắc không có nguồn tiền chăm thêm phải chờ quốc hội mỹ thông qua một cái đạo lực thì mới chăm thêm được còn bây giờ đang bế tắc là không có cái tiền đâu mà chăm thêm hết tức là ai mà bị thất nghiệp cho tới thời điểm này chỉ cỡ được một tuần có được hai ba trăm gì đó. Nếu anh chị nào lúc làm lương cao thì lên bốn năm sáu trăm gì đó nhưng mà trường hợp đó cũng hiếm nè. Thường là có hai ba trăm. Làm sao mà đủ sống ở trong nước Mỹ này này? Tiền stimulus thì cỡ may lắm là qua tới năm sau qua tới Tết Việt Nam nếu mà, nếu mà may mắn ok. À, còn nếu không nữa là phải chờ tới mùa hè tới lúc mà có vaccine luôn. À, rồi đó tiền PPP dành cho doanh nghiệp cũng không có tại vì quốc hội bế tắc không có stimulus mọi người thấy cái mấu chốt vấn đề chưa thành ra doanh nghiệp nó cũng ngáp ngáp tại vì nó không có nguồn tiền để mà cho nó dai để nó cầm cự qua cái mùa dịch mà chưa kể là gì dịch bệnh bây giờ nó đang tăng chứ nó không có giảm nữa tức là vẫn chưa có qua mùa dịch Đấy không? rồi bao nhiêu triệu con người mà đã bị thất nghiệp với mới bắt đầu đi làm trở lại á À, bao nhiêu người bị, bao nhiêu triệu người bị thất nghiệp thì không thèm nói rồi. Bao nhiêu triệu người mới bắt đầu đi làm lại đi nữa. Thì công việc cái doanh thu của cái cơ sở họ làm cũng bị ảnh hưởng đó. Tại vì cái chỗ kinh doanh cơ bản là nguyên cái thị trường nó bị ảnh hưởng. Nguyên cái thị trường người tiêu dùng nó bị ảnh hưởng. Thì mọi thứ nó cũng sẽ bị giảm sút trở lại hết. Ngành ra nếu mà bây giờ mà đóng cửa nữa là coi như là hấp cháo chắc. Thành à, ra là không có chuyện đóng cửa không à, và cái quan trọng nằm chỗ này nè ủa hello vô đây vô đây để mình uh, giao lưu cho con mình cái quan trọng là ông biden á oh, ờ <laughs> ừ, chờ chờ chút con dạ chào các bạn ơi ờ ok chờ ba một chút qua bên qua đó quan trọng nữa là gì mà biết không ông mọi người biết không ông biden á là cái người mà xưa nay ông hô hào là ông sẽ đóng cửa À chính xác là ông chưa có trả lời là ông À, không đóng cửa. Yeah. Mà cái đó là cái điều mà có lợi cho ông trong tại vì ông không có thể trả lời một cách đàng hoàng là ông không đóng cửa hay chính xác là ông đã ám chỉ là ông sẽ đóng cửa rồi tại vì mọi người nói nếu mở cửa thì vậy là sẽ làm lợi làm cho người uh, uh, giữ an toàn cho xã hội, giảm lây lan kiểm soát dịch bệnh corona đồ này kia thành cái ổng mới uh, ưu tiên là ông sẽ đóng cửa. À, mà ông đóng cửa như mình phân tích nãy giờ thì tức là gì? tức là ông vô tình ông uh, phá kế sinh nhai của hàng triệu doanh nghiệp cũng như là hàng triệu người trên đất mỹ này ha không thành ra gì lẽ đó mà ngay trước thềm bầu cử nữa thì mọi người nghĩ xem cái người mà có lợi nhất là ai dĩ nhiên là tổng thống trump yes bây giờ mọi người đã thấy được cái sự liên quan của tổng thống trump uh, có lợi trong cái dịp mà câu chuyện mà đóng cửa với mở cửa chưa Thôi video đã dài, hẹn gặp mọi người video sau hay hơn nha Thank you for watching, bye bye nào à, lên đây bye bye nè bye bye wow bye 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 mọi người nhé thank you